Xin chào tất cả bác cùng toàn thể anh em nhé. Thợ hôm nay về được có 3 con. Một con trống này, đuôi 18. Với hai con mái. Đây hàn mái đây. Hàn mái này đuôi chắc được 12, con này thì chỉ được 11. Con này thì chắc được hơn 12 tí, nhìn con này dài hơn. Còn con này đuôi 18 này các bác này. Đuôi 18 nhưng con này là chim già rồi. Hết mép rồi. Đó. Đây về được có 3 con. Bây giờ em tháo ra cho bác cùng xem nhé. Ây da. Đây, con này đuôi 18 này các bác. Con này thì chim gọi là mới xong mép thôi. Mí mắt thì vẫn còn đỏ đây các bác này. Mí mắt này. Mí mắt bên này thế nhé. Để xem cái mép thế nào. Đây các bác. Họng này hết mép và gần hết mép vàng rồi. Đây. Con này là 18 nha các bác nhá. Đuôi 18 này. Này. Cho nó vào đây. Đó. Đây các bác nhá, cho nó vào đấy một em. Còn hai em mái này nữa. Hai em mái này thì sẽ cho sang một cái lồng khác các bác. Đây, để em tháo cho bác xem hai con. Này, buộc thút nút này sao mà cởi được nhỉ? Cởi đằng này à? Thôi cởi đằng này đi. Con này thì hết mép vàng rồi. Con này chắc nuôi được hơn 12 tí rồi. Con mái này. Con mái này được hơn 12 tí. Đây các bác nha. Đó. Con mái này em sẽ cho ra cái lồng khác nha các bác nha. Đây các bác nha, con mái này. Con mái này đuôi chắc cũng hơi dài dài chút đấy các bác ạ. Em sẽ cho trong cái lồng này toàn em nhốt mái riêng các bác nhá, toàn riêng không mái này. Trong này hiện tại em còn 3 con mái nữa. Một con đang thay lông đuôi với hai con đuôi dài dài. Cho ăn vào đây. Cho ăn vào uống nước tí. Đó. Rồi, uống nước nhá. Rồi vào đây. Đấy. Mày uống nước chưa? Đó, mấy con mái cũ kia là chim mép hết các bác nha. Còn con mới về đây thì hết mép rồi. Đuôi thì cũng dài dài đấy. Đây còn em mái này nữa đây. Em mái này thì chim mép rồi các bác. Này. Đó các bác thấy không? Chim mép nhé. Đấy mỏ là vẫn vàng nhé, mỏ vàng. Đó, mép vàng chưa? Mắt, viền mắt, mí mắt là vẫn còn đỏ nhé. Đây, mí mắt vẫn còn đỏ là nó là vẫn còn là chim mép. Mí mép nó vẫn vàng này các bác này. Con này thì chim mép này. Nhưng con này thì đuôi ngắn hơn. Đó vào đây. Rồi. Đó. Đấy các bác nha. Nay thợ về được có 3 con à. 2 con mái với 1 con trống. Con trống đuôi 18 các bác. Rồi, chào tất cả các bác nha.